Vụ Trang Nemo và đồng phạm gây rối trật tự công cộng đã có đơn kháng cáo. Bà Phạm Lệ Khanh, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Xuân Hương Trang, hay còn gọi là Trang Nemo và đồng phạm gây ra, đã có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn kháng cáo, bà Khanh cho rằng Tòa án Nhân dân quận 1 không xem xét, làm rõ dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích của các bị cáo. Như vậy là chưa thể giải quyết triệt để toàn diện vụ án hình sự nêu trên, trong đơn ghi rõ. Đồng thời, bà Khanh cũng yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp phúc thẩm hủy bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án Nhân dân quận 1 đã tuyên vào ngày 16 tháng 6 để điều tra truy tố thêm tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, vào ngày 16 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận 1 đã tuyên án sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào hồi tháng 1 năm 2022 tại cửa hàng Trang Nemo thuộc quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, hay còn được gọi là Trang Nemo, bị tuyên mức án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các đồng phạm của Trang là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Hương bị tuyên mức án 9 tháng tù. Riêng bị cáo Phan Hoàng Nam nhận mức án 1 năm tù. Trước thời khắc nghe tòa tuyên án, khi được nói lời sau cùng, Trang Nemo thành khẩn bày tỏ sự hối hận, cho biết không muốn sự việc nghiêm trọng xảy ra, mà đó chỉ là một phút nóng nảy. Trang Nemo cũng xin tòa được hưởng án treo vì còn nuôi con nhỏ và đang quản lý cửa hàng, tạo công ăn việc làm cho nhiều nhân viên. Bên cạnh đó, Trang Nemo cũng xin tòa giảm nhẹ án cho các nhân viên của mình. Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 16 tháng 1, chị My cùng bà Phạm Lệ Khanh, Trần Thị HY đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y vào cửa hàng để xin lỗi, còn bà Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi My đang xin lỗi Trang thì bà Khanh vào cửa hàng. Sau đó giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Theo kết luận giám định pháp y, bà Khanh đã bị đa chấn thương phần mềm, xương bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 3%, riêng chị Y không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Huy, Khương và Nam đã thừa nhận hành vi của mình.